Đấy, nhảy vào cô tử rồi à? Vâng, nó nhảy vào cô tử đấy, như này mà dương cần lên là bắt được rồi đấy. Vâng. Đây, anh em tôi phải đi gột kim bổi lòng gì? Đây bổi đây. Thực tế là còn đúng vào lòng rồi. Còn đấu trèo lên đánh cả mồi này. Nhiều những con bổi mà sập ở ngoài rừng nhá. Ừ, con chim có chất. Nhiều con ở ngoài rừng nó sập về lòng có lâu mới chơi. Ui, hay. À. Hay quá. Ừ. Hay quá anh ạ. Chim sổ anh em nhé. Anh em anh Dương ngay đánh cho nó chơi rồi ấy. Thôi chết ạ, Dương lên không sao đâu. Anh mồi một thế đâu không ảnh hưởng gì đâu. Anh hối lên đi. Hối lên không tí nó nhào nhợt mất. Ừ. Con mồi hay quá. Không bắt được đâu.